Hello mọi người, như mọi người đã biết thì mấy hôm nay bé Xíu đang bầu bì. Mà khoảng thời gian này bầu càng ngày càng lớn nên chăm khá là mệt luôn. Nhìn nó bầu lớn như quả banh đúng mệt mỏi. Mà mình thương chịu không nổi luôn á. Coi mẹ muốn mừng mà không đứng nổi, chỉ nằm quắt đuôi thôi kìa. Thực ra thì mình rất là thương chó và động vật, nhưng mà lại không có quá nhiều kinh nghiệm chuyên môn, nhất là mấy kinh nghiệm sinh sản như thế này nè. Cho nên mình cũng khá là lo lắng đó. Cho đến một ngày mình đem đồ qua nhà con bạn của mình thì chào đón mình là một khứa chó khá là nịnh người luôn. Nó thấy mình vô là nó xách giẻ cho mình đau chân, rồi tiện thể quăng cái giẻ đó lên người mình luôn mới ghê. Ai nói chỉ có mỗi chó kiển mới được sống sướng. Mình thấy chó cỏ hay cảnh kiển gì cũng có thể, chủ yếu là do người chủ thôi. Sau khi đưa đồ cho đứa bạn của mình thì mình có tâm sự những nỗi lo dạo này của mình về bé Xíu. Nó mới chỉ cho mình một cái ứng dụng hay ho này, mình lật đật đau về xài thử liền. Cái ứng dụng Betty này giống như một mạng xã hội, nhưng mà đặc biệt ở đây là ứng dụng này là mạng xã hội dành riêng cho chó mèo và động vật. Ứng dụng này có mấy điểm nổi bật mình khá là thích luôn. Ví dụ như là lưu trữ thông tin sức khỏe của tụi nhỏ để có thể nhắc nhở này kia các thứ. Bên cạnh đó có một cái kho kiến thức có thể giải quyết nỗi lo âu của mình. Những thông tin ở đây phải nói là cực kỳ bổ ích luôn á mọi người. Mình nghĩ là ai nuôi chó mèo hoặc bất kỳ động vật nào cũng nên có một cái app như thế này. Bên cạnh đó ứng dụng Betty còn có chức năng lướt web giống như TikTok của mình nè, rồi cả có thể đăng các bài viết lên để chia sẻ với nhau. Ngoài ra còn có hai tính năng mình khá là thích, đó là có thể cho mình biết ở gần mình có phòng khám hay pet shop nào, đồng thời cũng thể hiện rất là nhiều ưu đãi. Điều đặc biệt nhất của ứng dụng này là có thể tìm được chó mèo hoặc động vật bị thất lạc. Mọi người có thể đào app để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết nha. Mình thấy trong app những người yêu động vật toàn cho xinh ghế đẹp thôi. Đào xong app rồi mọi người nhớ nhập mã giới thiệu nha, để có thể nhận được 500 Bitcoin, từ đó có thể đổi được các phần quà hấp dẫn nè. Mã giới thiệu của Xíu Xíu là 488632 nha mọi người.